Phạm Hùng nè, Phạm Hùng năm ba bên cái gì, cái đó nãy gì cái gì á, chợ đó chợ gì, chợ Chính Tuổi hả? Không có chợ này á, chợ Lê Hồng Phong. Chợ Lê Hồng Phong mới lăn lộn ba bên đây cô ấp. Cô ấp hả? Cô ấp, cô ấp này. Dạ cô ấp mà. Bảy còn ăn chầu nha mọi người, còn cũng ok. Bảy có hút thuốc không bảy? Chỉ ăn chầu thôi hả? Chầu. Ngày ăn bao nhiêu vậy mày hả? Ngày ăn trăm mấy, ăn điện độ đời chúng sanh, độ cho chúng sanh được tai qua nạn khỏi, trăm họ đều thái mình. Dạ. Bảy ăn chầu là bao nhiêu năm rồi bảy? Ba mươi mấy năm rồi. Ba mươi mấy năm. Giờ ít ai ăn chầu lắm nha mọi người. Ba mươi mấy năm chắc giả một năm, một năm là ba mươi mấy triệu đó. Ủa bảy á, ủa Sơn ơi cho bảy đi nè, bảy uống gì quên rồi. Nước vàng vàng. Nước cam á. Trời thương không bán vậy Sơn. Không bán nước vàng vàng. À bây giờ của em. Dì chết ơi, qua đây dì chết cho bảy con, bảy nói chuyện kìa, chết ơi. Em của gì? Đó này, nó không nói hay lắm, tự nổi luôn. Của hợ hả? Của hợ Tân hợ hả? Quý hợ hả? Vợ ăn chầu vô đây nè. Quý hợ 152. Đâu lại mày, Tân hợ mới 52, quý hợ 152. Quý hợ Tân mới có bốn mấy à. Mẹ thấy con chầu có duyên không? Hả? Mày Tân hợ phải không? Cuộc đời mày bao nhiêu cái mối tình chắc giả rồi. Thôi mẹ đó mà. Tao nói bao nhiêu gấp tiền tao đâu đón chi, tao biết mày rồi. Là không, ba mối tình ra mà cuộc đời mày nó gian dở, cuộc đời mày đó là nắng sớm chiều mưa. Mày biết cầu nguyện gian gái Phật trời thờ chặt đời lộ cho mày. Mày có bụng bác ái, có lòng từ bi mà cái khẩu mày hơn nặng quá lên ông bà phạm mày. Nói gì đó thôi. Bây giờ con gắng con tu là con hưởng được cái phước hưởng cái lập bà cho bà đâm dốt cái cửa kho tiền của con lại. Con một thờ quanh quanh liệt liệt, một thờ bây giờ không phải chịu gấp gối gian nan. Cái bụng con thì tốt lắm, cái khẩu con tức lên là con la ào 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 mà không có thể bụng. Ha. Gieo cái tình chứ gieo cái nghiệp chứ không phải là gieo cái tình cảm nha con. Ta nói ăn ông đi biển có lo thân, con đi biển mồ côi một mình, một thân một ngựa, tự chèo tự chống, lăn lộn với xã hội tự trường chẳng biết sợ ai. Ha? Mà con dám tu đi, con tu là con có một cái lộc lại lớn. Con bị mẹ nhồi nhã nhốt con mới bao nhiêu năm nay rồi chứ không phải mới này. Bây giờ mày chán nản mày buồn hả? Mày cười vui vẻ chứ mày buồn mày chán nản lắm, mày dơm người ta được mày đón người ta được, mày cũng có cái huệ mà. Đúng không? Mày có huệ đó mà mày chịu tu cái mày giàu luôn hơn ngon lành. Hôm nay làm mà ăn không chị Sương chị này bây giờ cũng chịu tu chứ cũng mới làm ăn được chứ mày giàu không phải ăn nào cũng tu là cũng được, cũng có cái hồng ăn của Phật trời gia hộ độ chuyện cho họ, hiểu không? Bây giờ mày có củ thiệt mà giàu cái thiệt cái giao rồi xã hội chuyện giữa trơn rồi, không có củ thiệt rồi đâu. Nói cho mày biết. Nói gì cầm. Mệt mỏi lắm. Mày mệt mỏi trong người đó. Bể quải trong tâm bên, bể đời trong cái khách của mình. Giờ bán này có cầu cũng trả mua. Còn có lấy cái chín dịch thôi. Ăn chầu thấy sao chị Sơn? Ủa con này có điển của mày á bị chơi. Không biết ông tổng mày á. Biển du di của mày bị chơi mà nó cứng đầu đó. Nó mà chịu tu một chút xíu là mày khỏe lắm. Nói cho biết con thử coi. Con thử không chịu tu đi. Đừng nên nói chuyện thế gian nữa. Đừng nói gì hết. Bây giờ thế gian bây giờ đang lỗ rồi. Đừng nên nói. Làm kinh bản thân của mình để tu để dàn cầu. Dàn mười đi tới mình. Ai cười phải người ta. Chúc cho cơn mưa thuận gió hòa, giáng cầu nguyện giáng gái cho Phật bà mà lại tốt tới. Con là thế nữ mà khác lại khác âm, đàn âm mà nóng nảy mà bực mình là trong. Con ơi, cái giai giác con gánh cái huynh đệ, cái xã hội, cái thị trường. Thôi gắng,
để người ta coi thường mình đi sau này để biết mình là cái vàng ngọc của mẹ ta. Thôi dám thờ dám nguyện với mẹ Tây An để độ cho con mưa mình gió hòa sau này được tự giàu sang. Con có cái chữ giàu mà con không biết cái dữ, nên bây giờ để bà nhốt cửa con vào cái cửa thơ, sau này con được ấm no nhờ trên Phật độ mà bà cho con có thịnh lên. Mày có của Phật lên sống đó có biết Không ăn nhà mẹ mày mới biết. Mẹ tới nhà mẹ, mẹ già rồi không ăn, mẹ còn tạo ra được tiền được, mẹ còn biến hóa ra đồng ngăn được để mẹ độ rồi chúng sanh, mẹ còn làm từ thiện được nha. Có được nhiêu con mẹ với mẹ cảm ơn quý mẹ hả? Và con ở ngoài đường xã hội bao nhiêu năm rồi con? Con gán đi, cái đức tin của con là mẹ Quan Âm, con thường xuyên kêu mẹ, mẹ cứu độ rồi chứng sanh cho con có không? Mà con buồn, con chán, con nản, con làm, con buôn bán vậy, con hoàn toàn không thấy tiền đâu hết. Tiền nằm cho cứu người ta cho. Con gán đi, cuộc đời của con năm chìm bảy nổi, gán qua hết cái năm quý mẹ rồi được đại lợi thành công là năm 62 tuổi mình mới được sự an nhàn nha con. Con gắng mỗi hàng ngày con gắng con nguyện giái mẹ bề trên, mẹ bề trên thay chuyển đậu kiện cho con, lúc nào mẹ cũng cho con được sự ấm no ha. Mà cuộc đời của con năm chìm bảy nổi lên trên cuộc sống cũng do xã hội thị trường trong việc muốn mạng của mình, lấy cái gốc của người ta làm quê hương của mình, mình lấy anh em của người ta làm anh em của mình nha con. Cuộc đời của con nó trôi nổi quá khổ lắm, bây giờ con khỏe rồi, lai gai cuộc sống cũng nhờ xã hội trao đổi cho con, cho con được có cuộc sống của chút đỉnh ăn, có miếng ăn ra ra chút đỉnh. Bây giờ á, con gán con nguyện con gian giái mẹ bề trên đi, con là con của bà Cụ Tiên, bản tánh con ngay thẳng thẳng thà thẳng thét, mà con nhờ được đức mẹ Quan Âm thay chuyển cho con luôn đây, lạc đường lạc lối cũng như có chỗ này để nương tựa để kiếm sống cuộc đời của mình nhé con. Trước tiên con không phải nhờ chỗ này. Không chửi kiểu tử không có chửi ha. Họ biết không? Cậu vô kìa cậu. Đừng quay tao nha. Chào cô bảy đi. Cô bảy. Được sao cái gì vậy? Con khỏe. Con là Phật Thích Ca mà theo phơ không con. Con trên ngồi trước mà con. Con chấm người trước cũng đời cũng thống trong rượu con trên người ta ăn trước người ta, con cũng có lỗ lỗ tai là lỗ tai thọ lỗ tai của Phật. Quanh cái mày là tiền cho 900 mà con bị bại một cái cơ hội tu xuất khắp lại con chú năm nay con mệt mỏi quá, mệt mỏi không chứ không làm cho con giật nè, tinh thần con ổn định không được ngã mà không mệt mỏi. Con đang ước muốn điều gì sang năm mới được đạt ha? Sang năm con đạt đạt một cái cơ hội, vừa qua con bị chật mất mất một cái cơ hội rồi, để cho con một cái cơ hội và cho con một lần mai tặng đại rồi mà bị vậy. Tại mình gieo đời chúng sanh, chúng ta sao mà gieo đời chúng sanh sao mà chữ phước không khó mà đầu rồi chữ hiếu là được cái sự hết chuyện gian nan, giác thân tâm hết gian nan cuộc đời đã thấy mình đã anh được năm con tốt rồi. Mà con mừng kỹ thắng nhiên đó con nhớ thắng nhiên.
viên đi chùa đi thiền được, tháng viên kinh doanh chuyện gì không được hưởng được lợi. Từ tháng 2 đổ lên cả bụng bạn cũng có được sự bình an và thanh năng. Đồng quý mạng thọ quá lỗ ba đời quá tài đẹp ghê, ít có ai không à. Dạ con vừa té có người đỡ con liền, con thấy chưa, vừa té có người đỡ liền, vừa té vừa ngục gã có người đỡ liền. Phật trời gia hộ độ kỳ cho cái chủ này vẫn bự được bình an, mà nắm chữ quý là cũng đại lợi thôi, danh quan mà chơi ra không có chơi được, khó tay cầm bà chơi bị phản hoài, nó phản không hoài sao vậy, phản tèo à nó kỳ phản người ta. Nó phải là phải sao mà ta thích gì cho người ta đó, thì bây giờ ảnh thích gì con cho ảnh đó, thì con hiến thân cho ảnh luôn, ảnh còn không chịu nữa. Phản là phản sao, nói đi, chiều chuộng con cũng chiều chuộng anh hết mất rồi má. Hai bảy ăn chầu bộ lắm, hai bảy hiếm nước, hiếm người ăn chầu lắm. Dạ anh thiệt á, đầu thiệt không mặc có đồ giả có đồ lô bị cay hết trơn rồi, đàn bà đã hệ mà mãn kinh hết mấy mười mấy năm rồi. Tháng 7 ăn chầu, cứ đợi ăn chầu thì vẫn còn làm ăn được không má. Đại lỡ, đại lỡ mà trong năm mày có một cái nguồn kinh doanh hợp tác với ai không biết, mà có nguồn kinh doanh tự nhiên ngồi ở không mà người ta lại kinh kêu mình, nói mà không phải không? Nhớ là thanh viên đi chùa đi chì, thắng hai bắt tay vào việc công việc làm ăn, đại lỡ trong thượng lỡ, rồi sau này rồi làm được rồi kiếm tiền mà mua chầu mua cao tôi ăn, tôi không có cần tiền bạc. Đại lợi, chúc mừng anh, chúc mừng anh trong cuộc sống vững vàng. Thấy ta đẹp không? Đẹp, miệng cũng đẹp nữa, xuất sắc không, tướng mạo sao xuất sắc không? Mà ảnh là lưỡi cổ tay đó là chết yểu rồi, bị chết hụt cũng làm rồi. Cái miệng anh cũng đẹp nữa ha má bảy ha. Hả? Cái miệng anh cũng đẹp nữa. Nó có cái nhiều khi nó khó lắm nha, nhiều khi nó có một cái khía cạnh của nó thọt lỗ tai, nó rất chiều rồng, là cỡ nào cũng giúp hết. Dạ anh tốt má, cho con một miếng thuốc đó, con sẽ đúng là bà già luôn má, nói nay con ăn theo bà già coi. Bây giờ này người ta nghĩ rồi má, sao nó nói nghĩ rồi à, giờ này mấy giờ chủ quay ta bán đi ngày mà mày nói lại nè, chúc ai không chứ chứ coi coi chứ chúc qua đây có chúc rồi chứ mẹ đường trên kim cung mày ơi coi giùm thằng nó khỏe thì mày dạ mẹ về đây đủ các con dạ các con ơi ngoan bó tay luôn mày ơi dạ con hãy nghe lời ta đây dạ ta chịu đựng các con về với ta về đôi như cung tính phạm các con ơi đừng lo mà thế được các con ơi, các con hãy nghe lời mẹ và các con về nơi chiêu cung của mẹ, thì mẫu chân con nó cùng quá, bây giờ con sao cho nó hết cùng chưa? Con được con sinh năm 2003. Đây là mẹ. Sơn lá sơn mẹ sơn. Các con được bình an, các con hãy về nơi mẹ, về nơi chiêu cung chỉ thị mẫu. Nghe lời mẹ con nghe tỏ rồi mẹ vô. Cũng có vô được cái gì vậy con, chút không từ cái công việc của con và thì công việc làm ăn của con là chút không con lượng gì cái kia lượng gì gám là hiện tại bây giờ con gám con làm gì làm không làm mà làm cái gì không cần thiết mà hiện tại là luôn lúc nào có đỉnh đầu của mình là lúc nào cũng phải nói vấn đề gia đình để trả một cái hiếu để trả cái đạo thì sau này cái công việc của con từ từ cũng như cái cây từ từ mới phát triển, có người chăm bón rồi mới phát triển trong cái không gian của mình. Nó còn nghiêng ngả là nói con nhớ đại học con hỏi được hay không là hoàn toàn là con một con số không, từ từ mới được, đừng hấp tấp. Bây giờ trước mắt của con là phải già phải cám mà để toàn phải lo gia đạo gia đình.
phải ngó chữ đạo, chữ gia đình, chữ hiếu để sau này không có được đơn. Nó nhiều cái công chuyện đúng không? Lo mà tu chuyện đi con à. Chồng bao giờ cũng bận chồng thế đi con ơi. Chồng thế này chỉ là xỏ giả tạm mà thôi. Tỷ hợ hả? Ừ. Khổ bao nhiêu năm rồi? Nhiều năm mà kiếm đầu quá không biết cầu nguyện. Nghĩ là thôi cầu hoài không có hơn nó hổ cầu. Kinh hoài không có hổ cầu. Bây giờ ngược trở lại mình đừng có cầu thêm gì hết. Chỉ cầu cho mình sức khỏe, cầu cho mình có nội lực. Để mình gánh vác. Cái tuổi này là cái tuổi nó thẩm cho cô là hiện tại giờ tạo dựng bát mực. Nó không yên thân nữa. Cái giấc ngủ cô không có được ngon giấc. Bị hoành hành, bị khảo. Nghe là tôi buông bỏ. Vật chất tiền tài không đến với mình. Sức khỏe đến với mình là quan trọng nhất. Buông hết. Không cần mình đi leo chùa để mình cạo đầu, hoặc là đi chùa để mình cầu nguyện. Mình ngồi tại chỗ mình cũng tịnh tâm cũng được, không cầu xin cho mình. Đừng trên xin bạc ném bạc tiền, đừng sanh sinh danh lợi, chỉ xin cho mình có được một sức khỏe vẹn toàn bình an. Bao năm nay mình không được bình an, ha, buôn này chụp kia, miễn sao nào làm có tiền được rồi, ha. Anh em người ta thấy thuận thấy hòa, còn anh em của mình là thấy chữ nghịch là không có bù đắp, tự ai làm đấy ăn, ha. Còn chồng người ta thấy mà ham, còn chồng của mình là thấy cái cay cái đắng đối với mình nha. Trồng cây hưởng trái lành trái ngọt, ăn mình hưởng cái chua, mình ăn chua chát, con cái mình chưa được nhờ. Ha, thôi tu lắm, con tu không mới được nhờ, còn không tu không có được đâu. Đừng xin bạc nén bạc tiền, xin cho mình được mạnh giỏi mạnh khỏe, ăn an phận cái tuổi già. Năm nay thám mấy tuổi mà chưa được gì á, hả? Không nói tôi không được gì á. Dạ lắm rồi, không được gì. Thôi giờ đừng tin nữa. Đừng có tin nữa, nói là đi chùa buông ra hết. Đừng cái gì của mình hết. Giờ mình buông ra thả lỏng để mình đi. Buông bỏ đi thôi. Cũng có nghèo, cũng có cái tránh cài than, cũng thấy ai than giống thở dài, cũng có chút đỉnh đi để nhét cho người ta, chứ không phải cho nhiều ha. Thôi dán đi, cầu xin ơn trên, lấy tấm lòng ơn trên ông bà thay chuyển, cũng độ trì cho cô hai chữ bình an. Từ cái đó là cô vượt qua một cái bệnh, tưởng là cô chết rồi. Cô chớ hả? Thôi dán về cầu xin mẹ đi, để vuốt ve cho hết cái đau khổ này. Nhớ là không xin bạc nén bạc tiền, không xin danh xin lợi, chỉ cầu cho con hai chữ bình an là phước đức ông bà thay lợi. Nhớ đừng xin gì hết. Bây giờ mình đang mang một cái nghiệp để mình trả cho đạo đời. Nếu nó đổ cho mình cái nghiệp nặng nề thì mình phải trả, phải gánh, phải mang. Còn nó cho mình cái phước thì mình hưởng, đừng cái lòng. À, đừng xin gì hết. À, chúc cho cô tai qua nạn khỏi, cầu cho cô hai chữ bình an, nhờ ơn cho ông bà Phật trời gia hộ độ trì. Các mười phương Phật gia hộ độ trì cho cô hai chữ nhẹ nhàng, tấm thân. Sau này được hưởng được cái phước của bà ban cho mình càng ngày nhẹ nhàng. Hả? Mình nhờ được, sau này mình được nhờ được.